theo chính thánh Oda, cốt truyện của Wano có liên quan đến câu chuyện cuối cùng của One Piece. Naito, biên tập viên của Oda cũng đã gợi ý tầm quan trọng sẽ có một phần trong Wano cho thêm mối liên hệ với bí ẩn về kho báu One Piece. Việc Kaido nhắc đến Joy Boy ở chapter 1014 cũng là điểm đáng chú ý được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn gần đây. Ta đều biết, bất cứ chi tiết nào trong One Piece đều là hint quan trọng được Oda cài cắm. Vậy, những bí mật gì sẽ được tiết lộ sau arc Wano và mục đích thật sự của Kaido khi nhắc đến Joy Boy là gì? Hôm nay, mời anh em cùng Bì Tư Hoàng tìm hiểu qua video này nhé! Đầu tiên, arc Wano sẽ hé mở câu chuyện đằng sau Thế Kỷ Trống. Thế Kỷ Trống, một thời kỳ bị giấu kín trong tim. Bị giấu kín trong lịch sử mới đúng. Cho đến nay, nó vẫn bị che giấu bởi tấm màn bí ẩn mang tên chính quyền thế giới. Những gì được biết về thời kỳ này là mối liên hệ mật thiết với vương quốc cổ đại và những tấm pony clip. 800 năm trước, vương quốc này bị liên minh các nước hợp lại đánh hội đồng, khiến cho cả quốc gia diệt vong. Nhưng trước khi biến mất, họ đã ghi chép lại lịch sử vương quốc và các phiến pony clip truyền cho con cháu đời sau. Chính gia tộc Kozuki là những người đã khắc văn tự cổ lên các phiến đá. Điều đó cho thấy họ có liên quan mật thiết đến vương quốc hùng mạnh năm xưa. Chắc chắn sau cuộc hỗn chiến với Kaido, chúng ta sẽ nắm được không ít thông tin về bí mật hàng trăm năm trước, về Thế Kỷ Trống và cả về Joy Boy. Một manh mối cho sự liên hệ giữa Wano và Thế Kỷ Trống chính là phu nhân Toki. Toki sinh ra vào hơn 800 năm trước, tức cùng thời với Joy Boy. Với năng lực trá quỷ thời gian, bà du hành đến tương lai và gặp Oden. Nhưng có một điều khiến tớ không khỏi băn khoăn. Tại sao Toki luôn muốn đến Wano chứ không phải bất kỳ mảnh đất màu mỡ triều phú nào khác? Có nhiều đồn đoán cho rằng Toki thuộc gia tộc Amatsuki, một gia tộc hùng mạnh cư trú tại Wano năm xưa, kết hợp với việc tộc Kozuki, những người đã khắc lên phiến Pony Clip. Có thể Wano chỉ là một phần của vương quốc cổ đại được cai trị bởi Joy Boy. Khi vương quốc hùng mạnh bị tấn công thì Wano cũng sẽ bị ảnh hưởng. Với năng lực đặc biệt của mình, bà quyết định du hành thời gian đến thời điểm khi chiến tranh kết thúc, bỏ qua vài thế kỷ cho đến khi gặp Oden và cùng ông chủ du trên Đại Hải Trinh. Nếu điều này là đúng, Toki có thể đã nói với Oden về lịch sử mà chính quyền muốn che đậy, mà ra nhiều câu hỏi về bí ẩn của kho báu One Piece. Sau này, Toki hy sinh, đưa các thuộc hạ cùng Momonosuke đến tương lai để đảm bảo sự tự do cho đất nước. Có thể bà không muốn Wano đau khổ một lần nữa như cách đây hàng thế kỷ. Và tộc Kozuki, với vai trò bảo vệ lịch sử 800 năm về trước, họ bế quan tòa cảng cho đến ngày Joy Boy trở lại. Oden hiểu rõ điều đó vì đến cuối chặng đường Đại Hải Trình, ông đã nói sẽ chờ cho đến khi Joy Boy xuất hiện. Khi đó, đất nước Wano sẽ mở cửa đón tiếp. Ý chí này mãnh liệt đến mức, trước khi bị Kaido xử tử, Oden vẫn khẳng định bản thân phải sống sót. Đáng tiếc, ông đã không thể hoàn thành được tâm nguyện. Tiếp theo, Luffy có phải Joy Boy? Hiện nay, có rất nhiều đồn đoán cho thấy Luffy chính là Joy Boy, vì nếu xét tất cả điều kiện thì mẫu rơm thỏa mãn gần như toàn bộ. Đầu tiên, với lời tiên tri của những con vua biển được Roger và Oden nghe thấy, chúng nói đến sự ra đời của một vị vua chưa được sinh ra về 10 năm ra đời, 15 năm khôn lớn. Đó cũng ứng với khoảng thời gian Luffy ra khơi với giấc mơ trở thành vua hải tặc. Ngoài ra, trong lời tiên tri đó có nói người kế vị Joy Boy được sinh ra ở một vùng biển xa xôi, mà Luffy đến từ biển Đông, nằm rất xa Grand Line, nơi lời tiên tri được sướng lên. Một chi tiết cũng rất quan trọng để chỉ ra Luffy chính là Joy Boy, cùng mối quan hệ thân thiết với cậu và Shirahoshi, vũ khí cổ đại Poseidon. Cậu đã lập một lời hứa với cô, giống như cách Joy Boy đã làm với vị thần biển năm xưa. Và để củng cố thêm cho giả thuyết này, chúng ta không thể bỏ qua chi tiết chiếc mũ rơm khổng lồ bên dưới Marichoy. Nó là biểu tượng của vương quốc cổ đại, và khả năng cao chiếc mũ ấy thuộc về Joy Boy. Chiếc mũ rơm có vẻ ngoài rất giống chiếc của Roger mà sau này được Sanji để lại cho Luffy. Trùng hợp thay, cả hai chủ nhân của nó đều mang chữ D ở trong tên. Dù chỉ còn mang cho mình ý chí của đời trước, về mặt huyết thống đã không còn liên quan gì nữa. Nhưng chắc chắn, những người có chữ D đã từng là một gia tộc hùng mạnh năm xưa. Trong chuyện chưa từng xác nhận, nhưng với những dữ kiện từ trước tới giờ, chúng ta có thể thấy khả năng cao vương quốc khổng lồ bị hủy diệt kia thuộc về gia tộc D. Nếu như vậy thì Joy Boy, người được cho là vua thời đó cũng thuộc gia tộc này. Điều này càng chứng minh lý do tại sao chính phủ thế giới lo sợ những người mang ký tự đi đến như vậy và cả việc Luffy chính là Joy Boy đời tiếp theo. Nếu đúng thì Momonosuke với vai trò Shogun của Wano sẽ là người hé lộ cho Luffy những bí ẩn của 800 năm về trước và mở cửa vương quốc của mình thay cha cậu. Anh em còn nhớ chi tiết cậu nhóc rồng nói mình không thể chết sau khi đọc được cuốn nhật ký của Oden chứ? Bởi lẽ cậu còn sứ mệnh chưa hoàn thành,
điều mà được truyền lại trong ý chí của bao đời tộc nhân Kozuki. Cuối cùng, Kaido, Joy Boy và tiên đoán cho cái chết của vua Bách Thú. Quay trở lại với Kaido, kẻ làm fandom dậy sóng khi nhắc đến Joy Boy ở chapter 1014. Kaido chính là người đầu tiên đề cập đến Joy Boy mà chưa đọc Pony Clip. Vậy tại sao hắn lại biết đến vị vua Cúc Vương năm xưa? Có hai khả năng được đưa ra. Thứ nhất, Kaido cũng có thể nghe được tiếng nói của vạn vật như Luffy và một số nhân vật khác. Điều này cũng hợp lý vì ông ta được biết đến là sinh vật mạnh nhất thế giới cùng sức mạnh quái vật. Chẳng điều gì là không thể ở nhân vật này. Thứ hai, Kaido được biết bí mật về Joy Boy thông qua thuyền trưởng cũ của mình, Rock D. Sebek. Nói về Sebek, đây là một kẻ có tham vọng lớn lao. Cái hắn muốn là trở thành vua của thế giới, cũng là một kẻ mang chữ đi trong tên. Và theo như tớ nói, thì hẳn hắn cũng là truyền nhân của gia tộc đi huyền thoại, gây dựng lên đế chế hùng mạnh 800 năm trước. Với ý chí của những người đi trước cùng ước vọng bá chủ của mình, chả có lý do gì hắn lại không biết về vị vua đầu tiên. Cùng các thuyền viên của mình, hắn sẽ thống lĩnh thế giới. Để thực hiện điều này, Sebek cần chia sẻ những điều mình biết cho cấp dưới. Kaido, người từng là thuyền viên băng Rocks, chắc hẳn cũng nghe được câu chuyện này từ đây. Trong chi tiết, Kaido nhắc đến Joy Boy, ngoài lời châm chọc dành cho Luffy và cho rằng mũ rơm chả thể là Joy Boy vì hiện tại cậu quá yếu, thì ta thấy Kaido cũng có đôi phần tiếc nuối. Tớ cho rằng, bản thân Kaido cũng giống như các đời tướng quân của Wano cũng đang chờ đợi Joy Boy xuất hiện. Nhưng khác với những người kia, hắn không phải chờ Joy Boy đến để giải phóng vương quốc, mà chờ nhân vật này đến đánh bại mình. Kaido biết với một kẻ tầm cỡ như Joy Boy, sức mạnh hắn phải trên đỉnh tất cả, và chỉ có kẻ xấu năng lực phi thường đó mới giết chết được hắn. Đối với Kaido, kẻ luôn mong mỏi được chết thì điều đó còn gì tuyệt vời hơn. Vừa được đánh một trận ra trò, vừa được kết liễu dưới tay kẻ mạnh, điều mà bản thân hắn chả thể tự mình làm được. Ngoài ra, có thêm một nguyên do mà tớ cho rằng Kaido đang chờ đợi hoặc tìm kiếm Joy Boy, chính là hắn ta luôn chiêu dụ kẻ mạnh về đội của mình, không thì cũng tìm kiếm thêm nguồn sức mạnh cho tù hạ dưới trướng. Một phần vì muốn bằng chứng sức ảnh hưởng với vai trò của một tứ hoàng, một phần vì hắn tin một ngày, truyền nhân của Joy Boy sẽ xuất hiện trong đám thuyền viên mạnh mẽ kia. Dưới sự lãnh đạo của mình, Kaido tin kẻ đó sẽ phát huy được 100% tiềm năng sức mạnh, để đến một ngày Kaido có thể chết dưới tay kẻ được chọn là Joy Boy đấy. Và nếu mũ rơm thực sự là Joy Boy, không sớm thì muộn, lũ cũng sẽ đánh bại Kaido, đi đúng theo cái định mệnh mà Kaido dự đoán cho mình. Để làm được điều này, có lẽ lũ cần một sức mạnh mới, mà rất có thể cậu sẽ sáng tạo sau bao lần ăn hành từ Kaido. Biết đâu lại là Gear 5, khi mà Gear 4 hiện tại có vẻ không ăn thua với vua Bách Thú. Bản thân lũ cũng cần phải mạnh mẽ hơn, vì sau Kaido, để trở thành vị vua thực sự như Joy Boy, cậu sẽ cần phải đối mặt với những thế lực còn nguy hiểm hơn cả Tứ Hoàng, trong đó có Im-sama, kẻ được coi là vị vua không ngai của chính quyền thế giới. Aquano đang đi đến những hồi cao trào, hai phe chính tà giằng nhau vô cùng gay cấn. Dẫu cho hiện tại, mọi giả thuyết đều hướng với Luffy chính là Joy Boy. Nhưng với những cú bẻ lái thần sầu từ Oda, rất có thể cuối cùng đó lại là một nhân vật mà ta không ngờ đến. Nhưng dù câu chuyện sẽ chuyển hướng như thế nào, thì tớ tin công lý cuối cùng vẫn sẽ giành chiến thắng và Lô sẽ thực hiện được ước mơ chinh phục biển cả của mình. Ai sẽ là Joy Boy? Lịch sử đằng sau thế kỷ trống là gì? Kaido và Joy Boy có mối liên hệ gì với nhau? Chúng ta hãy cùng chờ câu trả lời trong những diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé! Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu Aquano là câu chuyện về thế kỷ trống. Kaido muốn chết dưới tay Joy Boy. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Tớ là Bí Huỳnh. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!